Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho thằng núp em trai của mình xây một căn nhà bedrock để có thể chống lại động đất các bạn ạ. Và các bạn cứ làm theo mình đi, chắc chắn sẽ thành công đó. Còn bây giờ thì let's. Sắp xảy ra động đất rồi mà bây giờ thằng núp vẫn còn ngủ. Ngôi làng của mình bây giờ rất là loạn các bạn ơi. Ăn trộm quá trời luôn, nó còn tấn công mình nữa. Bắt đầu xây nhà thôi các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên phải dọn cỏ cái đã. Mình sẽ đào xuống một cái hố khá là sâu, khoảng 5 block nha. Tiếp theo mình sẽ lót bedrock xung quanh, lót ở trên nóc nhà nữa. Chỗ này cao quá, chắc là phải cần xây cầu thang thôi. Cái thằng núp này ngủ bây giờ mới chịu dậy nè. Đi xây cầu thang cho anh. Bây giờ thằng núp nó sẽ chặt gỗ, sau đó nó sẽ làm một cái cầu thang. Bây giờ mình sẽ xây cầu thang lên để leo xuống cho dễ nha các bạn. Bây giờ đà di tản đàn gà xuống cái nhà bedrock. Rồi xuống đi gà ơi, xuống. Quên nữa, về nhà lấy đồ. Ui, ăn trộm. Trời sao đông như vậy? Không ổn rồi, phải phá đi cầu thang để cho đừng có ai leo xuống hết. Trời, động đất tới rồi, rồi xong, bedrock cũng không ngăn cản được động đất rồi. Trời ơi, nguyên một cái hố khổng lồ các bạn ơi. Đáng sợ chưa, một cái hố đen khổng lồ.